Em coi trọng sự nghiệp hơn, tại vì nếu mà mình có sự nghiệp thì mình có thể tự nuôi sống bản thân mình. Con trai với con gái bây giờ anh thấy cũng bình đẳng với nhau. Nghĩ việc đi nhà anh nuôi hết. Nên phụ nữ mình là không kiếm ra tiền, không có tiếng nói đâu. Con gái thời nay không có tình yêu vẫn sống, nhưng không có sự nghiệp thì sống như đã chết. Liệu quan niệm này có được chính các bạn gái và xã hội ủng hộ? Cùng xem con gái hiện đại chọn sự nghiệp hay tình yêu nhé. Mình có gia đình rồi, mình có một bé gái 3 tuổi. Em không, em vừa chia tay người yêu xong. Em vừa chia tay người yêu xong. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Dạ có. Anh đã kết hôn được 3 năm. Em coi trọng sự nghiệp hơn, tại vì nếu mà mình có sự nghiệp thì mình có thể tự nuôi sống bản thân mình. Cả hai em, cuộc sống mình phải cân đối. Em có tiền mà em có thể không có tình cảm thì cuộc sống của em nó mất cân đối. Còn nếu như em chỉ lo tập trung vô yêu không mà không lo học, không lo về tài chính thì cũng làm mất cân đối. Giống như mình bị thụt về sau, đừng có chạy theo kiếm tiền quá mà quên mái ấm của mình. Nếu mà tình yêu khá giả thì thôi mình coi trọng tình yêu hơn. Còn nếu mà tình yêu bình thường thì thôi mình coi trọng cả hai. Sự nghiệp tốt thì ok hơn. Không ở chung được với người này thì tìm người khác. Cho nên sự nghiệp cho bản thân mình thì quan trọng hơn. Quan điểm của em là sự nghiệp ạ. Tại vì là có tiền thì mới có tiếng nói ạ. Phụ nữ mình mà không kiếm ra tiền thì em nghĩ là sẽ không có tiếng nói đâu. Tất nhiên mình sẽ coi trọng sự nghiệp hơn. Có sự nghiệp thì sẽ có được tình yêu. Con đường đi đến tình yêu nó dễ hơn. Nghĩ việc đi nhà anh nuôi hết, đồng ý. Nói nghiêm túc của đâu. Em đồng ý nếu mà bạn trai em là tỷ phú. Em hoàn toàn phản đối ạ. Đấy là những người đàn ông xa trường. Em nghĩ là những mẫu người đàn ông đấy thì mình nên tuyệt chủng đi. Công việc, tập trung cho công việc khi mà mình chưa có nhắm là tình yêu của mình nó đủ chín mùi để mình hy sinh. Thực ra con trai với con gái bây giờ anh thấy cũng bình đẳng với nhau. Tùy do cái tâm lý của người đàn ông như thế nào. Ví dụ mà gia trưởng quá thì anh sẽ không chấp nhận được. Nhưng mà với những người giống như thương vợ mình á thì vấn đề đó không có gì. Ví dụ người nào kiếm tiền được nhiều á, lo cho cuộc sống gia đình tốt hơn thì đó là quan trọng hơn. Mình nghĩ là mình sẽ không. Nếu như mà mình độc lập được về kinh tế thì sau này mình sẽ có tiếng nói hơn. Trong cái thời buổi này ai cũng nên đi làm hết. Mình sẽ cùng nhau chia sẻ hoặc là mình có thể là thuê giúp việc về mà. Em nghĩ là có, bởi vì là đàn ông thường không thích vợ của mình thành đạt hơn mình ấy. Lúc mà một người phụ nữ mà thành đạt quá thì người đàn ông sẽ bị mặc cảm ấy. Không, một người con gái mà học cao hay là quá thành công thì sẽ kiếm được bạn học cao thành công hơn. Cái standard nó sẽ từ từ nó sẽ cao lên. Cái đó cũng đúng, do cái tâm lý của người đàn ông bây giờ á, một phần là tự ti, con gái mà thông minh quá, cái đẳng cấp không có bình đẳng với nhau á thì sẽ không lâu dài được. Cái đó không ảnh hưởng em, cái đó nó phụ thuộc vô tư duy của mình với lại cái cách hành sự của mình. Mình học cao thì mình có nhiều cái cơ hội hơn, cái cánh cửa mình rộng hơn, mình có thể mình chọn từ thấp tới cao cho cái người chồng phù hợp. Cho nên anh ủng hộ phụ nữ học càng nhiều càng tốt, phụ nữ học nhiều, tìm hiểu nhiều, nhưng mình biết mình ở vị trí nào. Thì em nghĩ thì may tầng nào thì sẽ gặp may tầng đó thôi, có dạy ven đường xem với được may hả chị? Còn có ven đường thôi mà, làm sao với được may. Thì học cao quá thì tiêu chuẩn mình cũng sẽ cao hơn, mình sẽ khó tìm được cái đối tượng phù hợp với mình hơn. Nhưng mà nếu mà tìm được rồi thì mình nghĩ là cái người con gái đó cũng sẽ rất là giỏi và rất là khiếm gia đình thôi. Cũng có thể, tại vì lúc mà mình quá chú trọng vào công việc á thì mình sẽ không có quan tâm được đến hết những sự việc xảy ra ở xung quanh mình. Cái tình cảm của người bạn đối với mình á thì mình cũng không có quan tâm được hết. Mình sẽ đặt cái vấn đề đó sau công việc của mình. Cái chuyện tình cảm với là sự nghiệp á chắc chắn là sẽ không có đi chung với nhau được. Nếu như quá thành đạt về công việc á, thì tất nhiên là mình phải chịu thiệt thòi về một mảng nào đó trong cuộc sống.